giống như vốn nó hoạch định. Thứ hai nữa là Trung Nguyên nó phải giúp cho cái dân tộc quốc gia nó nhiều hơn, và đặc biệt cho cái lực lượng thanh niên ấy, nó giúp cho nó ngày xưa qua khởi nghiệp đó, giúp cho nó cái chí hướng, giúp cho nó cái kiến thức để mà nó làm giàu và kiến quốc nó như thế nào đó. Ta nói như vậy. Còn cô về gia đình, tuổi tác bây giờ không bao nhiêu cả, nhưng mà người ông đồ báo biểu là phải về luyện tập lại đi, yoga vô đồ phải không? Rồi về cá nhân thì cầm kỳ thi họa, đồ đàn họa gì đó phải học thêm để trau dồi cái nội tâm cho nó phong phú. Còn 20 năm là tiền nó nhiều lắm, muốn kinh doanh cái gì thì kiếm một kinh doanh riêng, vàng bạc gì đó, bán sỉ bán lẻ gì đó là kinh doanh riêng. Còn sắp đặt lại nuôi con nuôi cái phải nuôi như vậy. Nên bé nhỏ thì 3 năm không lên một ký nào, nuôi như có thể cho nó đi học hàng trường hàng đầu, không phải cái từ cá nhân sắp đặt gia đình lại, còn để cái tập đoàn này để qua phát triển cho nó không chịu. Rồi nhân cái hai cái sự thật là qua thiền qua trên núi trên đồ, bắt đầu là thử thách tâm linh, qua là sự thật, rồi đem cái đó vô là chế, vô là mưu đoạt, vô là đem một loạt như vậy, từ âm mưu mà đưa qua vô cái bệnh viện giám định tâm thần tâm đồ, rồi cho đến là đem cơ quan chức năng công đầu. Thì sau đó rồi đưa cái thằng nhỏ đang học tốt về, nó nghỉ hè nghỉ đầu về như vậy, qua sợ đưa đứa con vào, người lớn đã sai rồi, để đem con đem cái nó qua cái xin tòa là nó nói thôi sự kín, để đừng cho mấy đứa nhỏ vô nó tổn thương, nó nghe những cái chuyện nói qua nói về không có bao giờ mình tổn thương như vậy. Cái tòa người ta nhân người ta chấp nhận, bây giờ đi ra mình đi lưu loa mình nói giống như là cái tòa xử ác xử đồ, là khóc lóc gì đó mình nói không bao giờ mà tự. Cái thứ hai nó cái bản án sơ thẩm qua nói người thẩm Thắng Xuân đúng không ạ, 2014-2015 là người ta thụ án, tới 2019 người ta mới đem ra. Biết bao nhiêu cuộc hồi giải người ta vô, trong đó hai vợ chồng người trà lá đủ loại hết. Cuối cùng người ta sẽ xử ra, cái là mình đi ra mình đi nói rằng người ta xử ép mình. Không có ai đi nói ngực nói ngạo nữa. Lên Facebook mình nói truyền thông đâu có ai nói lại. Qua cũng đâu bao giờ quay im lặng tuyệt đối. Khi nó đụng chạm áp lực vô với mấy đứa em ở trong đó, các người chị em ở ngoài không biết được đâu, chứ trong khủng bố cái tinh thần. Ai mà vô cảnh sát công an mà hết, công an an ninh bộ, rồi an ninh tỉnh, rồi tính cảnh sát bộ, vào làm việc nhiều tháng trời trong nó liệt hết toàn bộ tập đoàn, từ án lệnh nhiều cái chi tiền cũng chi không được nữa, cũng là cô đó cả, không ai phá Trung Nguyên giống như cô, phá một cách có hệ thống. Nhưng giờ này đi ra đi nói rồi xin đoàn tụ qua nói rồi chăm sóc qua nói qua có chết đi, qua có bị bệnh bị chết đi, qua không bao giờ qua nhờ tới cái người phụ nữ đó, tuyệt đối luôn. Không ai còn chút lương tri lương tính mà làm như vậy đó, nên thôi qua chia sẻ một số cái ảnh hưởng nó nặng lắm. Tại vì sau hiện nay cô vừa là thành lập cái thương hiệu của cô Kinh ấy, nhưng cô cũng đang kiểm soát của cái một cái nhà máy Bắc Giang ấy. Cô sản xuất ra cái G7 bán cùng một hệ thống từ trong nước ra quốc tế luôn, cái con số nó nhiều lắm. Những chiếc khấu chiếc đồ là trong thời điểm mà như đủ thứ chuyện như vậy, và Trung Nguyên qua vẫn giữ cái doanh thu, nhưng cái lợi nhuận của cô chiếc xấu nó rất là cao trong cái hệ thống, nên 2 năm sau đó, nếu mà xong cái tòa thì Trung Nguyên mới gượng lại được, bởi vì nó cùng hệ thống xong rồi mình phải sửa chữa lại nhiều chuyện lắm, nhiều rất là nhiều việc cần phải sửa lại. Bây giờ này sách lược tầm nhìn như vậy, những cái tranh chấp này mình tuyển người sao mà thực thi được, nó có ai dám ra, không ai dám ra, nó phải cầm thử. Qua khuyên mấy đứa nhỏ phải chịu đựng, thương qua chịu đựng cho qua những phiên tòa cho nó xong đi. Cái còn áp lực nặng với cái toàn bộ hệ thống đó nghe, mình ở ngoài mình không thấy đâu, cái đôi khi cô tố cáo là 7 đến người luôn, công an hết công an này mời đến công an khác, đủ loại người ta đi làm kiếm tiền cho mình mà không ai chịu như vậy. Nhưng mà họ thương qua nghe, rồi họ chịu cái đó, chứ còn không thôi là bà ta bỏ ta đi hết, cô khủng bố hết rồi để đi để rồi không ai giúp qua nữa, rồi xong là qua đó là lấy cái kết quả là đem ra truyền thông tiếp, không có cô rồi doanh thu doanh số rồi lợi nhuận gì đó đại loại luôn. Chứng minh đủ loại đủ kiểu, không có người vợ nào mà đủ loại. Nên qua chỉ nói một câu với cô thôi, cô cái tâm của cô phải đi tu hoài, cô phải sám hối mới hết tội. Thứ hai nữa là không phải một ngày mà cô biết làm những chuyện đó, mà cô dám làm những chuyện đó, những cái thứ mà cô đang tính toán, cô suy tư, cô lèo lái, cô lên, cô điều chỉnh dư luận, cô thậm chí cô có thể thao túng. Nên khi qua nói cô có thể dùng mọi thứ, cô hiểu tâm lý, cô hiểu truyền thông, cô muốn cái gì đó, cô có thể dùng đó để cô nói chuyện với mọi người, những đối diện với nhau đó, trong tâm cô phải hiểu, cô phải sống trong đó.
với người thân sống. Sau này các bạn cũng vậy, sống với gia đình mà không có dối trá được, những người thân mình không có dối trá. Ở ngoài mình có thể sống bề mặt và ngoại giao được, vợ chồng có thể nói chuyện với nhau mà. Không thể cái cơ thể hiểu về cái bản thể của mình, hiểu về cơ thể của mình. Hiện nay tất cả đều là mù, qua bác sĩ ngày xưa qua cũng đang mù luôn. Học một số nguyên lý đây, cái này phải cần phải dạy nó. Tại vì hiểu về cái cơ thể cái đã nghe, bệnh nó từ đâu ra, nguyên cớ nguyên nhân nó bệnh từ đâu ra nghe, nó phải hiểu tới cái bản chất của sự sống. Bây giờ qua hỏi người cha nghe, mình có hiểu được cái bản chất của sự sống là gì, đi tới cùng bản chất của sự sống của mỗi sự sống. Bây giờ tôi lấy cái mục đích sống của cô nhỏ của em đi, em nghĩ em sống thì để làm gì, nói trả lời một câu, em tìm cái gì trong cuộc sống này? À, hạnh phúc, đúng rồi, cái hạnh phúc là đích đến theo, có phải như vậy không, có thật không, có biết cái công thức sống sao hạnh phúc không? Không phải đơn, nó là cái sự cân bằng.